Cuốn sách phê bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Bắc Kinh đoạt giải thưởng Benjamin Franklin Kính thưa quý vị, theo The Epoch Times đưa tin, vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, cuốn sách Báo cáo Minh Huệ Cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc của nhà xuất bản Minh Huệ đã giành được giải bạc năm 2021 của giải thưởng Benjamin Franklin cho mục Sách đầu tay hay nhất và sách phi hư cấu. Được biết giải thưởng này do Hiệp hội các nhà xuất bản sách độc lập IBPA trao tặng. IBPA là hiệp hội lớn nhất của Hoa Kỳ dành cho các nhà xuất bản, được thành lập vào năm 1983. Giải thưởng Benjamin Franklin của IBPA là một trong những danh hiệu quốc gia cao nhất dành cho các nhà xuất bản độc lập. Ông Michael J. Carson, một nhà phê bình cấp cao của Midwest Book Review (MBR), đã gọi cuốn sách của nhà xuất bản Minh Huệ có nhiều thông tin ấn tượng, được tổ chức và trình bày đặc biệt tốt. Theo ý kiến của ông Carson, cuốn sách này là một nghiên cứu độc đáo, đặc biệt và toàn diện. Nó nên được đặc biệt giới thiệu rộng rãi đến các cá nhân, cộng đồng, trường cao đẳng và đại học. Ông Peter Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia NCC ở Úc, đã kiến nghị cuốn sách này cho các thư viện cũng như các quan chức chính phủ trong một bài đánh giá sách trên tạp chí News Weekly vào ngày 8 tháng 8 năm 2020. Ông Westmore viết rằng, đối với những người lo ngại về việc lạm dụng quyền lực của Trung Quốc trên khắp thế giới, cuốn sách này là một nguồn thông tin thiết yếu. Nó xứng đáng được tìm thấy trong các thư viện trên khắp thế giới và trong các văn phòng của các nghị sĩ để sự thật có thể được lên tiếng. Ông Zhang Lin, một tác giả tiếng Trung và từng là nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc bị chính quyền này giam giữ, đã chúc mừng nhà xuất bản Minh Huệ về giải thưởng trên. Ông Zhang nói rằng, giải thưởng này đánh dấu sự công nhận vững chắc đối với những nỗ lực chống bức hại của các học viên Pháp Luân Cộng ở trong và ngoài Trung Quốc đại lục. Đồng thời ông cũng nói thêm rằng giải thưởng sẽ giúp đưa sự thật về pháp luân công rộng ra khắp toàn thế giới và tố cáo bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Zhang nói, cộng đồng các học viên pháp luân công biết rõ nhất bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là những người đáng được tôn trọng. Tác giả Zhang nhớ lại khi bị giam giữ ở Trung Quốc, ông đã gặp gỡ nhiều người trong số các học viên pháp luân công trong tù và đã có một tình bạn khó quên với họ. Ông đã tận mắt chứng kiến các học viên pháp luân công không sợ hãi khi đối mặt với sự tra tấn và ngược đãi trong tù. Về phía nhà xuất bản Minh Huệ, ông David Lee, đại diện cho nhà xuất bản, đã cảm ơn hiệp hội IBPA trong bài phát biểu nhận giải. Ông Lee nói rằng, đây là một vinh dự của ông khi lên tiếng cho một cộng đồng những người tu luyện ôn hòa ở Trung Quốc, những người bị bức hại tàn bạo vì đức tin của họ. Ông Lee nói rằng, các tình nguyện viên cho trang web minhhui.org là một đội ngũ tuyệt vời, nếu không có họ, cuốn sách này sẽ không thể thực hiện được thật khó có thể diễn tả được họ đã can đảm như thế nào khi mạo hiểm sự an toàn của mình để thu thập được thông tin trong lúc đang bị đảng cộng sản Trung Quốc phong tỏa và giám sát gắt gao. kính thưa quý vị, cuốn sách báo cáo Minh Huệ, cuộc đàn áp 20 năm đối với pháp luân công ở Trung Quốc, dày 450 trang, ghi lại dữ liệu trực tiếp chế độ cộng sản Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, cho người đọc thấy cách mà chế độ này áp đặt cuộc đàn áp đối với các học viên pháp luân công như thế nào cách mà nó mở rộng cuộc đàn áp ra nước ngoài cũng như đe dọa các nhà lãnh đạo và doanh nhân nước ngoài theo trang web minh huy.org cuốn sách dựa trên thông tin trực tiếp mà minh huệ thu nhập được nhằm phơi bày sự tàn khốc của cuộc bức hại ở trung quốc và nước ngoài vai trò của những thủ phạm chính và hệ thống phòng 610 trong cuộc bức hại đồng thời chỉ ra những quan niệm sai lầm của các chuyên gia và học giả trung quốc những người đã bị lừa dối câu chuyện do đảng cộng sản trung quốc dựng nên